Albert Schweitzer, vị bác sĩ nhân đạo luôn hướng về châu Phi. Albert Schweitzer được biết đến là một nghệ sĩ, một nhà thần học, một triết gia và tiêu biểu nhất là một vị bác sĩ giàu lòng nhân ái. Mặc dù bắt đầu đi theo con đường y học khá muộn màng, nhưng Schweitzer đã dành cả phần đời còn lại của mình để chữa bệnh cho người dân châu Phi nghèo khổ, những người mà ông cho là cần đến mình nhất. Cho đến nay, bệnh viện mang tên ông tại châu Phi vẫn đang tiếp tục sứ mệnh của Schweitzer, đó là cứu rỗi mạng sống của hàng chục ngàn người bệnh mỗi năm. Cậu bé có trái tim mẫn cảm. Albert Schweitzer sinh ngày 14 tháng 1 năm 1875 tại Kaisersberg, Alsace, ngày nay thuộc nước Pháp. Schweitzer là con trai của Louis Theophile Schweitzer, một mục sư tin lành phái Luther, và bà Adele Schillinger. Ông có niềm tin mạnh mẽ vào đức tin và giáo hội của mình. Khi Albert Schweitzer tới tuổi đi học, ông đã lờ mờ nhận ra mình may mắn được ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn rất nhiều bạn cùng lớp. Trong khi đó, cha mẹ ông cũng chỉ là nông dân. Điều này khiến cho Schweitzer không thể yên lòng và ông quyết định sẽ ăn mang bình dân như các bạn của mình. Không chỉ đồng cảm với các bạn học, trái tim mẫn cảm của Schweitzer còn dành tình yêu cho các loài động vật quanh mình. Ông trở thành một người ăn chay từ rất sớm. Schweitzer được cha dạy nhạc từ bé. Từ năm 9 tuổi, ông đã chơi nhạc tại nhà thờ của cha. Schweitzer chơi đàn không đơn giản là đam mê hay sở thích. Người ta nói rằng ông có tài năng thiên phú, thanh âm của ông có thể chạm đến trái tim của người nghe. Theo đuổi âm nhạc và thần học. Từ năm 1885 đến 1893, Schweitzer học chơi đàn organ dưới sự dẫn dắt của thầy Eugene Munch, một người chơi đàn organ cho nhà thờ Tin Lành. Năm 1893, tại trường trung học Mulhouse, ông lấy bằng Abitur. Đây là một chứng chỉ được cấp sau khi hoàn tất bậc trung học cơ sở. Cũng trong năm này, ông chơi đàn cho nghệ sĩ organ người Pháp tên là Charles Marie Widor tại Saint-Sulpice, Paris. Khi Schweitzer chơi những bản nhạc do Johann Sebastian Bach phối cho đàn organ, Widor đã hết sức ấn tượng và đã đồng ý dạy đàn cho Schweitzer mà không lấy tiền. Từ năm 1893, Schweitzer học thần học Tin Lành tại Đại học Kaiser Wilhelm ở Strasbourg. Tại đây, ông tiếp tục được học piano và đối âm dưới sự hướng dẫn của giáo sư Gustav Jakob Stahl và kết thân với Ernst Mohn, một nghệ sĩ organ tại nhà thờ St. William. Tuy nhiên, năm 1894, việc học của Schweitzer bị gián đoạn một năm khi ông thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Năm 1898, Schweitzer trở lại Paris để viết một bài tiểu luận cho chương trình tiến sĩ tại trường đại học Sorbonne. Nhan đề luận văn là triết học tôn giáo của Kant. Bên cạnh đó, ông vẫn tiếp tục chăm chỉ học organ và piano từ những người thầy dạy nhạc của mình. Schweitzer lấy bằng tiến sĩ thần học năm 1899, hoàn thành luận văn tiến sĩ tại Đại học Tübingen cũng trong năm này. Từ năm 1899, Schweitzer đã bắt đầu thuyết giảng tại nhà thờ Thánh Nicholas ở Strasbourg, đồng thời giữ nhiều trọng trách tại trường thần học Thánh Thomas từ 1901 tới 1912. Vào năm 1906, ông cho xuất bản cuốn sách The Quest of Historical Jesus. Cuốn sách này đã mang lại cho ông danh tiếng và khiến người ta xem ông là một học giả thần học. Sự nghiệp âm nhạc của Albert Schweitzer cũng khá nổi bật. Với tài năng thiên bẩm và quá trình học tập chăm chỉ, Schweitzer nhanh chóng trở nên nổi tiếng với tư cách là một học giả âm nhạc và nghệ sĩ chơi đàn organ. Ông đã nghiên cứu âm nhạc của nhà soạn nhạc người Đức Johann Sebastian Bach và cho xuất bản cuốn sách về chủ đề này. Bên cạnh đó, Schweitzer cũng có nhiều ảnh hưởng đến phong trào cải cách organ. Ông từng xuất bản một cuốn sách hướng dẫn chơi và làm đàn organ vào năm 1906. Những năm trước tuổi 30, Schweitzer được biết đến là một nhà chơi đàn organ thính phòng. Cũng nhờ âm nhạc, ông có thể kiếm đủ tiền để học trường y và thành lập bệnh viện tại châu Phi của mình sau này. Rẽ hướng trở thành bác sĩ. Khoảng năm 1904, Schweitzer tình cờ đọc bản báo cáo của giáo hội về tình trạng thiếu bác sĩ ở Gabon, châu Phi, nơi người dân đang phải vật lộn với dịch bệnh. Những bệnh dịch đơn giản nhưng lại trở thành án tử do thiếu thuốc men, kiến thức bệnh nhiệt đới. Thế là mục sư, nhà thần học, tài năng âm nhạc Schweitzer quyết định rẽ hướng trở thành bác sĩ, lĩnh vực mà ông chưa từng yêu thích. Quyết định này của ông khiến không ít người ngỡ ngàng. Schweitzer cho rằng mình đã nói và viết quá nhiều.
Nếu trở thành bác sĩ, ông sẽ không dùng lời nói để rao giảng về lòng nhân ái, mà ông sẽ trực tiếp hành động cho lý tưởng của mình. Schweizer luôn quan tâm đặc biệt đến các vấn đề trong xã hội của người da màu và vấn đề phúc lợi tại châu Phi. Ông tâm niệm rằng những hoạt động tình nguyện của mình không phải là để nêu cao tấm gương về đạo đức, mà đơn giản chỉ là việc rửa sạch tội lỗi mà những người da trắng châu Âu gây ra đối với người da màu châu Phi. Năm 1905, ở độ tuổi 30, dưới sự phản đối gay gắt từ phía bạn bè, gia đình và đồng nghiệp, Schweizer từ chức khỏi vị trí hiệu trưởng trường thần học St. Thomas và tái nhập học trường đại học Strasbourg như một sinh viên hướng tới việc lấy bằng bác sĩ y khoa, một lĩnh vực mà ông có ít hiểu biết. Cuối năm 1911, ông hoàn thành chương trình học của mình. Tháng 6 năm 1912, Schweizer cưới Helen Breslau, con gái của nhà sử gia Harry Breslau. Cũng trong năm này, với bằng y khoa, Schweizer đệ đơn xin làm một bác sĩ với kinh phí tự túc cho công việc của Hội giáo sĩ Paris tại châu Phi. Thánh nhân vùng châu Phi. Schweizer đến châu Phi cùng vợ, vốn là một y tá. Đây được xem là chuyến đi dài nhất cuộc đời họ. Đầu 1913, ông và vợ bắt đầu thành lập một trạm chữa bệnh, sau này được đặt tên là Bệnh viện Albert Schweizer, gần một trạm truyền giáo tại Lambarene trên sông Ouguè, nơi mà ngày nay là Gabon, thời điểm đó là thuộc địa của nước Pháp. 9 tháng đầu, vợ chồng ông có khoảng 2.000 bệnh nhân đến khám, có người đi nhiều ngày, hàng trăm km mới đến được. Sau thời gian ngắn sử dụng một nhà kho, nơi trước đó là một chòi gà làm nơi khám bệnh, cuối 1913, vợ chồng Schweizer đã xây dựng bệnh viện mái tôn đầu tiên của mình. Tại đây, Schweizer rất đau đầu với các bệnh nhân vì bệnh nhân không chịu nằm viện, không chịu ăn uống theo thực đơn riêng, thậm chí còn rất lý sự trước những phương pháp quá mới của nền y học. Nhận thấy không thể gò ép người bản địa theo khuôn khổ như châu Âu, bác sĩ Schweizer đã quyết định tự uống mình để thích nghi. Ông cho xây dựng bệnh viện độc nhất, bắt chước theo cấu tạo của một ngôi làng châu Phi, với khu khám bệnh, khu nấu ăn, khu nghỉ ngơi và cả khu chăn nuôi để người bệnh thoải mái nhất có thể. Nếu bệnh nhân không thể tự túc thức ăn, bệnh viện của Schweizer sẽ hỗ trợ theo khẩu phần nhất định. Mọi khẩu phần ăn đều giống nhau, không có sự phân biệt cao thấp, thường có sắn, cơm, rau, trái cây, thỉnh thoảng mới có thịt cá sấu hoặc là sơn dương. Schweizer có thể chữa được nhiều loại bệnh, nhưng ông thích nhất là trị bệnh hủi, cùi, một thứ bệnh đang lan tràn ở châu Phi thời điểm đó. Mỗi ngày của Schweizer bắt đầu từ sáng sớm, kết thúc vào lúc 9-10 giờ đêm, không lúc nào là không có bệnh nhân. Sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra vào tháng 7 1914, Schweizer và vợ của mình bị quân đội Pháp giám sát tại La Barenne. Năm 1918, sau hơn 4 năm làm việc vất vả, vợ chồng ông gặp vấn đề về sức khỏe và được đưa trở về nước Pháp. Vào tháng 7 năm 1918, Schweizer chuyển đến Alsace. Đến năm 1920, sức khỏe hồi phục, ông biểu diễn organ và làm các công việc gây quỹ khác để kiếm tiền trở về Gabon. Năm 1924, Schweizer trở lại Lambarene và tiếp tục mở rộng bệnh viện này. Năm 1952, Schweizer được trao giải Nobel Hòa Bình cho những cống hiến của mình và cuộc đời ông là nguồn cảm hứng cho những người đi theo chủ nghĩa nhân đạo. Với 33.000 đô la tiền thưởng, ông mở một bệnh viện cho người hủi tại Lambarene. Với quy mô nhỏ bé ban đầu, phòng khám của Schweizer đã mở rộng thành bệnh viện đa khoa với kinh phí từ những tour diễn âm nhạc trên khắp châu Âu của chính ông và với những khoản quyên góp từ khắp nơi trên thế giới. Cho tới đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, bệnh viện đã có thể chứa hơn 500 bệnh nhân nội trú trong cùng một lúc. Qua hàng chục năm làm việc tại đây, Schweizer đã góp phần cứu sống hàng nghìn ca bệnh. Ngày nay, nhiều năm sau khi Schweizer qua đời, Bệnh viện Albert Schweizer ở Gabon vẫn là một tổ chức từ thiện nổi tiếng ở châu Phi, chữa trị cho gần 30.000 bệnh nhân mỗi năm. Người truyền cảm hứng về lòng nhân đạo. Albert Schweizer đã chứng kiến hai cuộc chiến tranh thế giới vô cùng khốc liệt. Ông cũng là người tận mắt nhìn thấy nỗi thống khổ của người dân châu Phi dưới sự cai trị của chế độ thực dân và không thể hiểu cách nhân loại đối xử với nhau. Khi Schweizer lên đường sang châu Phi lần hai vào năm 1924, nhiều người đã chỉ trích ông từ bỏ quê hương, cha mẹ của mình để chăm sóc cho người dân nước lã. Bởi theo họ, từ thiện trước nhất phải từ nhà. Tuy nhiên, theo quan điểm của Schweizer, mọi người sinh ra đều bình đẳng. Schweizer quan điểm rằng, chúng ta không giúp đỡ một người vì họ là người thân của mình hay là người da trắng. Chúng ta giúp đỡ đồng loại khi họ cần ta nhất. Cũng là ý tưởng về một cộng đồng tương trợ toàn cầu.
Giải Nobel Hòa bình năm 1952 là sự ghi nhận xứng đáng dành cho Schweitzer. Nhiều người từng gọi ông là Thánh Schweitzer, nhưng ông không muốn được ca tụng như một vị thánh. Đơn giản đây là bổn phận của một con người mà ông tâm nguyện phải hoàn thành tận khi nhắm mắt xuôi tay. Albert Schweitzer luôn hướng tới sự thật, hòa bình, tự do và nhân loại. Năm 1957, với tư cách người sáng lập Ủy ban Điều hòa Chính sách Hạt nhân, Schweitzer phát biểu tuyên ngôn lương tâm gây chấn động với mong muốn thế giới xóa bỏ vũ khí hạt nhân. Schweitzer qua đời vào ngày 4 tháng 9 1965 tại bệnh viện của ông ở Lambarene, hưởng thọ 90 tuổi. Ông được chôn cất ngay bên cạnh vợ mình. Ngôi mộ của ông bên bờ sông Owe được đánh dấu bằng một cây thánh giá do chính ông làm trước đó. Khi ông lìa đời, cả thế giới thương tiếc ông. Nhà bác học Albert Einstein, một doanh nhân bậc nhất của thế kỷ 20, đã nhìn nhận bác sĩ Albert Schweitzer là một vĩ nhân vĩ đại nhất của thế giới buồn thảm này. Những cống hiến của Schweitzer trong thời gian ở châu Phi cho thấy rằng một bác sĩ giỏi nhất, trước nhất phải là một con người giàu lòng nhân ái. Sinh ra tại nơi giao thoa văn hóa Đức Pháp, dành phần lớn thời gian cuộc đời ở châu Phi, nhưng Albert Schweitzer không thuộc về bất cứ quốc gia nào. Ông thuộc về đại đồng thế giới, là một sứ giả đánh thức lương tri. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!